Đi về Bình Châu ở Xuyên Mộc đó cả nhà, dự đám giỗ cùng với mấy anh em trên thành phố xuống nha cả nhà, xuống Bình Châu anh em ca hát rồi bên ăn đám giỗ bên Bình Châu nha cả nhà. Nhà theo dõi video tiếp theo của Tiên Phúc nha cả nhà. Đây là món khai vị nha cả nhà. Năm món khai vị nha. Đây là món cà ri tôm nha các bạn. Cà ri tôm bánh hỏi. Bánh hỏi ăn với mua quay nha các bạn. Má Quỳnh, cưng nè, cưng mở. Đây là các người đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh City xuống Bình Châu nắm giỗ nha cả nhà. Đem chai nước suối lên sao? Mai đi Long An không kìa? Đi không? Để. Nụ đi không? Đặt là còn dễ mà còn khó. Còn mày ăn được không? Giang ở đây đi. Đứng đây ăn đi. Vô đi chứ. Vô đó. Xếp kìa. Hà nó xếp kìa. Một, hai, ba vô. Vô. Vô cái nụ ơi. Sáng trời ăn sáng hả trời. Đây mấy người đẹp này uống như cái máy nha cả nhà. Uống ghê lắm. Hôm nào đẩy cái số điện thoại lên có gì điện cái gì này tiếp hết nha cả nhà. Mời cả nhà đi biên nha cả nhà. Hay đi đám giỗ mời cả nhà đi biên nha. Hay không được chạy xe, hôm nay không có chạy xe. Chạy xe thoải mái nha. Quá ngon. Đây là món giòn heo ngon ngọt. Giòn heo khó người ta. Món này là món giòn heo khó tàu nha các nhà. Nó có chốc dưỡng dặn nữa. Chồng em thứ hai cũng mới xuống có vậy á. Hai xuống để làm giấy đi đo đo đất bên đó đó. Cái nhà món heo khó tàu.
quán xiến chú chú sổ hồng đây là chú quán cả nhà đây đồng mạnh đó nha cả nhà. Đây là em mà có cái ngực mà có ngôi sao là Highland nha, nổi tiếng ở thành phố Thủ Đức. Em Hồng Ngọc. Em mà cô với ca sĩ Hồng Ngọc nha cả nhà. Hồng Ngọc mà. Em là chị em. Chị em cùng cha mà khác ông nội nha cả nhà. Đây là bà Đu nổi tiếng ở đường số 7 phường Linh Trung nha cả nhà. Ai cũng biết nha. Có lên Facebook cái nhà bấm vô Phương Trinh. Hello, chào các bạn nha, các bạn tới đầu đường 7 mà lại là Phương Trinh có người ra đón Quỳnh. Đây còn Quyên à. Cũng phúc mời cả nhà tiếp ly bia nha cả nhà. 1 2 3 vô. Chị áo trắng trắng là chị có hay nha cả nhà, chị là chị Phương Lê nha cả nhà. Hôm nào muốn hôm nào cả nhà muốn ca hát là cứ nói chị rồi chị mình sẽ hát luôn. Thấy gì cái gì hát luôn bữa nha cả nhà. Không cần phải lo lắng gì hết. Cần nghĩ bài nào cho. Thì phúc mời cả nhà ly bia nha. Bài nào cái bài nào cho. Mời luôn á. Ngày nay đi đám giỗ 30 bàn nha cả nhà. Nay quay trước 2 bàn thôi, còn 28 bàn sau em quay. Phía sau. Đây là bàn mấy bàn VIP, mấy bàn VIP thôi. Quay mấy bàn VIP thôi với mấy bàn kia. Nhớ đồng chim ấy, có đồng chim vậy á. Cái này là cây chảo cơm. 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 Cái đi dạo đi. Chồng lon nha. Ở chị ba, chị ba. Cái này bây giờ là chảo cơm nha. Má đi là một con mì thỏ đó. Chồng lon không thôi vậy đó. Đủ đó. Chim cùng bao bán. Chồng lon đi chơi với lạc lạc. Lạc bút xong rồi. Đó, ngày nãy giờ là nhà nó về luôn rồi. Bây giờ nè, không anh cầm ly qua xíu. Tí đi chứ mòi không kìa. Dạ, chú có xíu. Ông chết luôn á. Ghê. Ồ, nhãn nó cháy xanh quá trời. Trời, chúc đừng lấy tô nó nhanh vàng. 2, 3, 2, 3, không, nếu mà lấy tô là khoảng 12 giờ đêm á. Nó luôn. Không có đủ gì đâu. Đêm xuống. Đêm qua ai mà có lâu găm nè. Bánh hỏi chứ cuốn vô. Bắp là ăn chứ mở vô nha. À, bắp là phải ăn. Đúc tôi ăn nha. Đúc tôi ăn. Bà lúc đi ăn đi. Bên đây có rồi, cứ lấy heo quay uống đồ. Phúc mời cái nhà miếng heo quay nha cả nhà, heo quay bánh hỏi nha. Còn bánh hỏi gì nữa rồi. Thôi. Lát nữa sợ không. Còn má ơi. Không. Đây đâu. 2, 3, vô. Quá quá trời mời luôn, cắt rồi, ăn hết nổi rồi. Vô. Con ngày kia nó phải qua nhà nghỉ. Dạ không, lát con lấy xe chạy ra ngoài. Lấy xe dẫn. Vô chính ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Này con không có đi, không có đi xe, không có đem cái bò theo. Đi xe con không có đem cái bò theo. Cái quán ngoài á. Ngay cái xoài á, qua bên cái xoài nằm nó mát á. Đúng rồi. Cái xoài bự á. Đó là phải chậm. Ở bên này nó nóng nha, bên đối diện nó mới mát. Chết. Đi vô. Vô. Đen
quay với bà Sinh đó. Đi khô máu đó. Đi khô máu đúng rồi. À quay với bà Sinh đó không? Đi lấy không? Đi ăn Sài Gòn đó. Anh ăn gì vậy? Hả? Anh ăn gì vậy? Hả dạ, cơm mình nói rồi. Lấy chị ba hay gì á? Lấy chị ba hay gì?
chiều nay mà đã nhớ anh ngày mai, yêu anh ngất ngây đêm nay trong kiếp sẽ không hề phai. Yêu anh em sẽ yêu anh dù mai anh có chết, yêu anh em mãi yêu anh dù có xa một tiên được nóng chán mối nha cả nhà. Bà chị đại gia mới nấu mua một ký một ký nó mối. Ba ký nó mối rồi nấu nấu nè cả nhà. Nóng cháo á Túc. Còn ký nữa kìa đem về trả nè. Nấu cháo á hả? Không.